Du lịch nước ngoài ngày nay là một nhu cầu không thể thiếu, một thói quen thú vị đáng yêu của những ai thích tìm hiểu về đất nước và con người của các dân tộc năm châu, của những cư dân cùng sống trên quả địa cầu. Thái Lan là một đất nước nằm ở Đông Nam châu Á, với số dân là 55 triệu, diện tích 514.000 m², phía Bắc giáp Lào, phía Nam giáp Malaysia, phía Đông giáp Campuchia, phía Tây giáp Miến Điện. Thủ đô của Thái Lan là Bangkok. Đất nước Thái Lan có nhiều cảnh đẹp và khách tham quan sẽ dần dần phát hiện những điều thú vị, kỳ bí. Con người Thái Lan rất dễ mến, luôn hiếu khách. Sự niềm nở của họ sẽ làm cho ta bất ngờ và thích thú. Hiện nay ở Sài Gòn, có các công ty tổ chức du lịch trọn gói cho du khách với giá tương đối rẻ. Thí dụ từ Sài Gòn đi Bangkok 6 ngày 5 đêm, giá rẻ đến bất ngờ, $289. Trong khi nếu bạn đi tự do, thì giá vé máy bay đã là $240.